Chào cả nhà, lại là Mưa đây. Nay chúng ta cùng khám phá Godzilla trận chiến cuối cùng nhé. Phim mở đầu bằng cuộc chiến giữa Godzilla và quân đội. Sau một hồi tấn công cuối cùng, họ đã khiến Godzilla chôn vùi dưới các tảng băng. Chiến tranh không hồi kết cũng như sự phát triển vượt bậc của khoa học, điều đó đã làm ảnh hưởng tới môi trường. Cái giá đắt hơn nữa là các sinh vật khổng lồ ngày xuất hiện càng nhiều. Vì thế mà lực lượng phòng vệ trái đất đã được thành lập. Đây là tổ chức bao gồm những người thường cũng như người đột biến. Nhiệm vụ của họ là chống lại quái vật bảo vệ trái đất. Đối thủ nặng ký nhất của họ chính là vua quái vật xuất hiện lần đầu năm 1954, Godzilla. Dưới độ sâu 6.700m tại đáy Thái Bình Dương, đội phòng vệ đang Innova với một con rồng siêu to khổng lồ tên Manda. Họ nhanh chóng kéo nó xuống vùng nham thạch nóng hổi. Nhiệt độ con tàu đạt đến 90 độ C, dường như mọi người sắp bị chiên xù. Sau một hồi giằng co, con rồng đành quẫy đuôi bỏ chạy. Nhưng làm sao có thể dễ dàng chạy được cơ chứ? Đội phòng vệ đã nhanh chóng tấn công con kaiju khổng lồ. Cái gì đến cũng đến, nó bay lên thiên đường luôn. Mặc dù đã tiêu diệt con quái thú, nhưng vì chiến đấu quá mạo hiểm, tổng bộ đã có vài bài giáo huấn cho đại tá Gordon. Đại tá tính nóng như kem tí thì chửi lại luôn. Phía bên này, hai thành viên của đội phòng vệ đang tập luyện chút đỉnh. Kazama nhanh chóng áp đảo Ozaki. Nhưng anh ta khá tức giận khi nhận ra đồng đội mình đã nhường mình. Kazama cho rằng anh quá yếu đuối khi chiến đấu, không trả lời mà Ozaki ngay lập tức đi theo lệnh huấn luyện viên. Thì ra họ đã tìm được hóa thạch của một con quái vật không rõ tên tại Hokkaido. Nó sẽ được một học giả tới khám nghiệm. Nhiệm vụ của Ozaki là bảo vệ người đó. Anh có vẻ không thích nhiệm vụ này cho mấy. Nhưng khi quay lại phát hiện học giả này hết nước chấm quá thì đành suy nghĩ lại. Hai người liền có màn chào hỏi nhanh chóng. Rất nhanh sau đó họ đã tới bảo tàng nơi cất giữ hóa thạch khổng lồ. Đặc biệt thay nó không chỉ là một bộ xương mà còn có cả máy móc trong đó. Nhà nghiên cứu cho rằng nó đã có tuổi đời 12.000 năm. Tất nhiên nó là một sinh vật ngoài hành tinh, hơn nữa nó còn là sinh vật đột biến. Mizuki cho rằng đó là tổ tiên của người đột biến. Trong khi bọn họ đang tìm hiểu nguồn gốc con quái vật thì một giọng nói vang lên. Giọng nói đó nói tên con quái vật là Gaigan. Họ nhanh chóng được đưa đến một không gian khác. Nơi đây là đảo Infan. Hai cô gái bé nhỏ nói cho họ biết nó đã bị tàn phá bởi con quái vật Gaigan vào 12.000 năm trước. May mắn lúc đó đã có Mortha ngăn cản nó lại. Bất ngờ hơn, họ cho biết Ozaki chính là hậu duệ của con quái vật Gaigan. Trước khi biến mất, họ để lại cho Ozaki một lá bùa từ thời cổ đại. Phía bên này, ngài Tổng Bí Thư đang đi công tác. Nhưng khả năng công tác ở Suối Vàng mất rồi. Tại New York đột nhiên xuất hiện một con quái vật trên bầu trời. Rất nhanh chóng một vụ tàn phá hủy diệt đã diễn ra. Lực lượng phòng vệ trái đất ngay lập tức nhận được tin. Họ nhanh chóng gửi lực lượng tới đó. Phía bên này, ông thợ săn đang tính bắn con quái vật thì ông cháu đã ngăn cản. Con quái vật này nhìn có vẻ hơi bị dễ thương nhỉ. Nhưng đột nhiên bên Thượng Hải cũng bị tấn công. Theo Okinawa cũng xuất hiện quái vật. Chắc là ngày 20 tháng 11 bọn quái vật đi họp lớp cũng lên. Tại Paris, một con ruồi khổng lồ xuất hiện. Tại Paris, một con bọ ngựa khổng lồ xuất hiện. Lực lượng bảo vệ có cuộc chạm trán nhẹ với nhím khổng lồ. Nào là bọ ngựa khổng lồ, tôm Alaska phiên bản siêu bự, tôm to quá lên mọi người lập tức thịt nó trước cho tươi. Thank you.
Khi họ chuẩn bị tiêu diệt tôm hùm khổng lồ thì đột nhiên nó biến mất. Các con quái vật trên thế giới cũng lần lượt tẩu thoát. Tất cả quái vật đã tập hợp lại tại một con tàu vũ trụ khổng lồ. Thế đếch nào ông Tổng Bí Thư tưởng đã toi lại xuất hiện. Ông nói rằng mình đã được người ngoài hành tinh cứu mạng. Một cuộc đàm phán giữa người ngoài hành tinh đã diễn ra. Họ tự giới thiệu mình tới từ hành tinh X. Một thiên thạch khổng lồ sẽ va chạm với trái đất. Họ muốn con người tập trung hết vũ trang lại một điểm để ngăn cản nó, tạo thành một tổ chức liên hợp vũ khí khổng lồ. Người dân có vẻ rất vui mừng vì sự giúp đỡ này. Ozaki không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh ấy cảm thấy rất lạ. Họ thấy ông Tổng Bí Thư nói chuyện không chớp mắt nên họ đã nghi ông là người ngoài hành tinh cải trang. Đột nhiên có một người đàn ông tấn công ông ta. Người đàn ông hét lớn ông ta là người ngoài hành tinh, sau đó nhanh chóng bị áp giải. Sau một vài thủ thuật nhỏ, họ đã lấy được máu ông thư ký. Một hồi xét nghiệm, họ đã khẳng định ông ta là người ngoài hành tinh. Ozaki nhanh chóng đi báo cáo tin tức. Nhưng khi anh nhìn vào mắt lãnh đạo thì phát hiện bà ta cũng là người ngoài hành tinh. Anh lập tức chín cút luôn. Họ nhanh chóng phân tích và phát hiện thiên thạch vốn không tồn tại, tất cả chỉ là âm mưu của người ngoài hành tinh. Chỉ có một người duy nhất mà họ tin tưởng, đó chính là đại tá Gordon. Trong khi Mizuki đang kiếm thông tin thì bị phát hiện. Không nói nhiều, hai bên đã tấn công nhau. Bà lãnh đạo cùng đồng bọn ngay lập tức ăn chuối cả nải. Đại tá vác luôn cái xác đến gặp Tổng Bí Thư. Lũ người ngoài hành tinh nhanh chóng bị vạch trần. Tên cấp dưới nhanh chóng thủ tiêu tên chỉ huy để lên lắm quyền. Hắn ta phát ra sóng âm khiến mọi người lú hết cả đầu. Ozaki ngay lập tức nhảy vào tấn công thì có vẻ không ăn thua lắm. Bọn chỉ huy biến mất trong tức khắc, để lại một lũ người ngoài hành tinh. Ông thầy huấn luyện quyết định hy sinh cho cả đội chim cút. Kazama cũng đã biến thành người ngoài hành tinh truy đuổi họ. Sức mạnh của công lý được thực thi, Ozaki nhanh chóng chiến thắng. Lũ người ngoài hành tinh không chần chừ nữa mà đánh thức Gigan. Con quái vật khởi động một số bài tập thể dục đã khiến thành phố nát bươm. Không những thế, chúng còn thả tất cả quái vật trở lại trái đất. Có một con quái vật duy nhất ngăn cản được bọn chúng, đó chính là vua quái vật Godzilla. Họ định lợi dụng Godzilla xử mấy con quái vật kia xong xuôi rồi sẽ hạ nó như cách họ từng làm. Lực lượng dẫn dụ con Godzilla lập tức lên đường. Gigan lập tức tấn công phi thuyền. Cái gì đến rồi sẽ đến, vị vua đã trở lại. Tráng miệng nhẹ bằng quả khò lửa thương hiệu. Nhìn con vợ máy móc này cũng ra gì và này nọ. Nhưng đen thay, đối thủ của nó lại là vua quái vật. Họ nhanh chóng dụ Godzilla đi theo để múc băng các con còn lại. Hiệp một pha nhẹ với con quái vật khủng long cái nhẹ. Sang hiệp 2, Godzilla đối đầu với nhện Kun.
Tiếp theo là tráng miệng chút bọ ngựa chan thì sao nhỉ? Con quái vật con nhìn thấy Godzilla dường như nó nhận ra gì đó. Hai ông cháu đành lòng đưa nó đi nơi nó muốn tới. Godzilla quá mạnh lên bọn chúng quyết định chơi tập thể. Nào là nhím khổng lồ. Rơi khổng lồ cùng với sư tử cỡ bự. Thấy con Godzilla áp đảo con quái vật con có vẻ vui mừng. Một hồi sau nó đột nhiên phóng to luôn. Bên người ngoài hành tinh cũng đã tấn công trái đất. Quái vật va quái vật con người phang người ngoài hành tinh. Sau một hồi Innova mệt mỏi, lực lượng bảo vệ đã bị bắt. Chúng ngay lập tức thu lũ quái vật về. Nhưng đen thay một con đã bị Godzilla chiên xù. Viên thiên thạch khổng lồ đang lao xuống để kết thúc Godzilla. Tất nhiên là tuổi gì sánh vai với các cường quốc năm châu được. Sau khi bị thổi bay, đột nhiên có một con quái vật mới xuất hiện. Con này tên là gì nhỉ? Mọi người bình luận cho Mưa biết với nhá. Hai con quái vật mạnh mẽ trao đổi chiêu thức cái nhẹ. Phía bên này đột nhiên sâu bướm xuất hiện. Đang chuẩn bị song kiếm hợp bích thì gai gan bản nâng cấp ngăn cản. Nó không mất thời gian cắt luôn cánh của sâu bướm. Vừa xuất hiện chưa kịp làm gì nhiều thì ăn hành tráng miệng luôn. Trong người Ozaki có gen đột biến nên anh có thể thức tỉnh sức mạnh hủy diệt. Tên người ngoài hành tinh ngay lập tức kích hoạt sức mạnh trong anh. Sau khi thức tỉnh dường như đầu óc anh cũng bị lú luôn. May mắn thay có Mizuki kích hoạt lá bùa cổ xưa. Bên dưới sâu bướm bây giờ mới chính thức tham chiến. Trên phi thuyền Ozaki ra sức bảo vệ mọi người, chán bắn nhau chuyển sang chế độ Innova luôn. Thế đếch nào mấy người hy sinh lại sống lại hết luôn. Đúng là phim Nhật ảo Manobita luôn. Ozaki bị tên người ngoài hành tinh bón hơi nhiều hành. Hào quang nhân vật chính thức tỉnh. Thời đến cản không kịp anh dã tên người ngoài hành tinh hơn dã gạo. Không hiểu sao anh cùng Godzilla ra đòn cùng nhịp ghê.
cảm thấy không có cửa thắng, tên người ngoài hành tinh định kéo theo nhóm người trái đất luôn. Phi thuyền nhanh chóng phát nổ, may mắn thay mọi người đã kịp chim cút ra ngoài. Bên dưới, Godzilla và con quái vật vẫn trao nhau những nụ hôn thắm thiết. Dạng thường có vẻ khó ăn nên nó quyết định biến thành rồng thần ba đầu Ghido ra luôn mới căng. Ba cái máy khó tất nhiên hơn một cái rồi. Con quái vật khạc đờm liên tục vào người Godzilla. Ngay sau đó là một nụ hôn dính cả hàm răng vào cổ. Nó định hút hết sinh lực Godzilla nhưng không được đâu sói à. Đã đến lúc chuyển hào quang nhân vật chính lại cho Godzilla. Godzilla xin nhẹ một cái đầu Ghido ra. Ngay sau đó là bẻ gãy luôn thêm cái nữa. Để khẳng định mình không phải hàng nhái, nó thổi bay Ghido ra khỏi trái đất luôn. Hết quái vật để chơi Godzilla chuyển sang tấn công con người luôn. Ngay thời khắc nó chuẩn bị kết liễu mọi người thì con quái vật con xuất hiện. Thì ra con quái vật là con của Godzilla. Nhờ có nó mà Godzilla đã rút lui tha cho con người một lần. Quái vật con khò lửa giống hệt mẹ nó luôn mới đỉnh. Hai mẹ con đi về đại dương, kết thúc phần phim tại đây. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ kênh. Mưa hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.